cái chai là phải nhắm mà. Con là mất bánh đấy. Con bánh là gớt chứ. Ủa, cái mặt được ngay nữa má. Không ngay. Ủa, đúng méo luôn đó. Mua lại coi, trời ơi, đi đường quyền mâm thì có cái ngưng rồi. Bữa nào ra đi, đầu giờ đi bưng mua đường quyền. Một mâm lớn lớp, một mâm mới chài. Cái nào rớt được rớt, không rớt thôi à. Đó, đầu giờ đi, mốt đầu giờ qua đi múa đường quyền cho. Đúng không? Ủa thì giờ bây giờ con múa được nè. Có lá lớp mà chạy đâu múa. Thôi cọ đi thì cái lá lớp không được, múa không được mà. Bò đi à. Bây giờ múa thử đường quyền bò lá lớp nè. Mốt ra đầu giờ đi múa lá lớp mà chạy. Hello mọi người nha. Em mới vừa đi Vũng Tàu về xong thì em qua thăm Nam Thi liền nè. Hôm nay lồng lộn luôn nha. À mọi người, hôm nay Nam Thi có bà mới nè, màu xanh lá cây luôn. Trời ơi, đeo bông tay hình cây quạt luôn đó nè. Quá rồi, cái này điệu quá rồi nha. Dạ, phải điệu chứ gì. Là con gái phải điệu. Điệu thì chồng nó mới yêu đúng không? Thương là thương là mà giờ dù mà bây giờ mà điệu không thương là không thương. Sao làm? Cái này thấy vợ điệu quá sao làm? Vậy chứ. Đúng vậy á. Quá trời rồi. Bông tai này Lam mua cho em hay ai mua cho em vậy? Dạ không chị, của nhỏ em gái Chí Nguyện á. À. Em gái Nguyễn Chí Nguyện, em gái cùng giới á. Dễ thương vậy? Em ở dưới Cần Thơ. À. Với đồ này của em gái nó mai tặng cho em luôn. Trời ơi, khéo tay quá vậy hả? Màu xanh đọc chuối mới chịu. Trời ơi, tặng bông tai cùng tông cùng màu luôn nè. Tặng cho nhiều cho ảnh nhiều. Trời ơi, có đang đi mà bán chung chắc là lỗ cái hén ở ngoài luôn á. Chai mà mọi người phải cho chai nhiều hơn. Trời ơi. Chai mua kia hai á. Cho chai nhiều nha. Cho chai nhiều hả? Chai cho tiền nhiều đi. Kệ đi, thì giờ em cứ bán rẻ đi, còn nhiều á thì Nani nó bù vô. Chứ trai cho tiền nhiều thôi. Nó bù vô nó. Trời. Chứ trai cho tiền nhiều thôi. Cái nhà ơi, đang live stream hay gì vậy? Không, chị quay. Nhà ơi, ai gần đây đến ngồi cho em nha. Địa chỉ của em là Hồ Học Lãm, khu dân cư Nam Long, phường Lạc, quận Bình Tân nha cả nhà ơi. Chai đi rồi kìa, Nani sống đi theo luôn đi. Hồi nãy em tính đi theo rồi đó. Mà sợ anh không cho. Sợ anh không cho hay là sợ vợ anh không cho? Trời ơi, Nani bữa nay cục tóc thấy ghét quá à. Nó hất tóc đàn ông quá trời. Tha cho con cái đi. Nani ơi, em làm ủa, sao em gái sợ kìa. Làm cho tao coi coi. Trời ơi, ông chủ ra lệnh rồi luôn ha. Coi ngay đây. 50 mà. Trời ơi, hôm nay Nam Thi tỷ nó được nguyên một vàng lính ra phụ quá trời luôn, hùng hậu luôn nè. Trời ơi, mấy đứa này nó mê gái sợ thì chớ đuổi tôi luôn. Thì nãy cha lại mua thì em bị em đuổi lại nó. Bây giờ nó đuổi lại. Quê. Hồi nãy cha lại chị không cho em đứng. Thì giờ gái lại thì em nói cho chị đứng đúng không?
là chỗ của Nam Thi là đủ bộ tông sơn rồi đó mọi người. Nè, gái nào tới thì hai em nãy ra phụ, là còn trai nào tới thì Nani ra phụ, còn ở đường dưới giữa thì Nam Thi nó ra nó tiếp. Biết nướng không đó em? Dạ biết. Dạ biết luôn, học nghề được bao lâu rồi nè? Nhà đi phụ thôi. Nhìn mấy xiên ngoài lá lốt nó thèm, mọi người nó tươi mỡ đó luôn. Nghe nói hình như là bữa nay em được mua điện thoại mới đúng không? Dạ. Thích nha. Uống hết bánh rồi. Cô chú có ai tặng em? Cô chú Diệp Anh. Ồ, vậy là cô bố Diệp Anh bên Mỹ. Thích rồi. Em mua điện thoại hiệu gì? Dạ. Hiệu gì, hiệu gì? Anh Di dặn em đi mua Samsung chị. À, Samsung quá. Sao không mua Oppo đi cho đẹp? Đẹp mà bền. Gì nói xài trung tâm. À thế trời. Cũng được. Đâu khoe hàng ra có cái nè. Hàng hay để đâu để? Hàng để đâu? Móc ra. Khoe hàng mới coi. Móc hàng ra. Đó, tháo ra đó mọi người nhìn thấy đồ đẹp chưa? Thằng Thái lên coi. Giờ ai gặp lại đồng hồ em nha cả nhà. Đâu cho mọi người chiêm ngưỡng cái điện thoại mới coi. Đẹp quá hả? Samsung đẹp à. Đây là rồi, rửa đi, rửa đi, rửa đi, rửa điện thoại mới đi. Rửa điện thoại mới đi. Đây là em đi mua điện thoại này nào. Đi sáng vậy. À, đi sáng luôn hả? Mua cho em mà có mua luôn tròn lam luôn không? Dạ có chị. Ở thích vậy? Hai vợ chồng luôn hả? Dạ. Gì sáng gì dạ đi mua. À vậy được rồi. Hôm nay có đồ mới, còn có điện thoại mới nữa ha. Ôi hoa sen nè. Em mai sáu tay quá ha. Đẹp á. Vừa ý luôn á chị. Ồ. Thích lắm luôn. Sao mà em này biết được cái size luôn, hay quá ha. Mai vừa nghiến luôn à. Vừa ý luôn. Thích lắm. Cho mắm vô vô mấy lạc trà. Bữa nay là em bán được nhiêu ký? Dạ. Có tăng không? Vẫn 3 ký luôn hả? Tại như mấy ngày đầu tuần. À. Nhưng mà bữa nay thứ tư bán được mà đúng không? Dạ. Bán bây giờ chưa được 1 triệu. Chậm giờ. Thường là cuối không, tuần thứ tư năm là bán được mà. Không được, không được 20 phần. Cái gì? Thiệt mà. Coi. Vậy giờ xem em coi tìm mặt bằng được không? Chứ bán chưa được 20 phần đó là sao? Nếu mà thì cứ nếu mà em kiếm mặt bằng mà em bán một ngày bao nhiêu ra chắc em cũng chết. Không, nhưng mà ví dụ như em ra mặt bằng đi thì mình sẽ tìm một cái nơi nào đó là nó thuận lợi này kia. Mình bán nó nhiều hơn, với lại là kiếm chỗ nào mà gần gần chứ đừng xa gì nữa thì khán giả rồi YouTube này kia tới ủng hộ cho em là nó cũng dễ hơn. Tại em đây nó cũng hơi bị ngược đường, hơi bị xa. Tính đi, giờ tính đường đi, tìm mặt bằng đi. À, bố Diệp Anh có nói với chị là cứ nói với Nam Thi là cứ tìm mặt bằng, có cái gì thì bố Diệp Anh sẽ hỗ trợ cho em cái bước đầu về cái phần tìm mặt bằng đó, từ từ thì nó ổn định thì thôi. Cứ suy nghĩ lại đi.
mình bán trong kẹt này mà trời ơi, sớm giờ giờ này là 9 giờ hơn rồi đó mà chưa được 20 phần nữa rồi sao. Hay là mất lắm. Mọi người ơi, qua clip này á, mọi người mình ai mà có những cái mặt bằng nào thuận lợi và giá cũng mềm mềm chút xíu thì mọi người hỗ trợ giúp cho Nam Thi để tìm được một cái mặt bằng ok nha cả nhà. Chứ bây giờ ở trong cái con hẻm này bán càng ngày càng chậm. Có 3 tiếng mà bán cũng hết luôn rồi, 9 giờ hơn rồi mà bán chưa được tới 20 phần nữa thì làm sao mà xoay sở đủ. Nhưng mà nếu như mà ra được cái mặt tiền và cái mặt bằng là nó thuận lợi, có đông đúc dân cư, lúc đó mình bán được thì cũng đỡ hơn mọi người. Hôm nay mấy đòn nó qua em hả? Hả? Chị đang bên mấy đòn qua em hả? Thế là chị giờ chị, bây giờ chị bên Trang Thi chị qua em hả? Ờ. Chị bên mới đi Vũng Tàu về xong rồi chị ghé cái đoàn chút xíu xong rồi chị chạy qua em. Thấy bánh bắt được không chị? Bánh cũng chậm. Bánh cũng chậm. Chung được nhưng mà cũng hơi chậm hơn mấy ngày trước, nhưng mà cũng đỡ hơn bên em thôi. Thì như mấy ngày đầu à. Ngày đầu ta ăn thử. Chung đúng rồi. Như mấy ngày đầu vậy đó. Nhưng mà với lại là được cái là bên mấy đó là không có người cạnh tranh này, hiểu không? Không người cạnh tranh, còn bên em là có người cạnh tranh. Cho nên là mình bán nó hơi tệ hơn. Cái cạnh tranh cũng chia ra. Ừ, còn bên đó là có một mình mấy đó bán thôi. Thật ra là người ta muốn ăn gỏi là cứ tới đó, muốn gỏi cứ tới đó thôi. Còn như bên em bây giờ muốn ăn bò lô lốt còn có nơi khác. Là cái lượng khách nó chia ra rồi. Nhưng mà nếu mà có người đầu tư nghe mà nói ủng hộ cho em, tất nhiên người ta thấy, người ta khi nghe thấy cái xe đó luôn mà người ta không ăn, người ta chạy vô đó em. Ừ, thì bởi vậy giống như Vũ Đô Vương vậy đó, cá sống thì nhờ nước mà tụi em sống được là nhờ chờ tình thương của mọi người, đúng không? Đi ra muốn mâm nè, đi ra muốn mâm cho vui nè. Bạn gái với bạn Cần Thơ.